Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, có bao giờ bạn tự hỏi rằng Chúa Giêsu sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta nói mình là môn đồ của Chúa Giêsu, liệu chúng ta có giống như Ngài không? Hoặc chúng ta chỉ đơn giản là người ngưỡng mộ Ngài mà thôi. Một môn đồ thật của Chúa Giêsu là người luôn làm theo lời Chúa và sống đúng những điều mà Chúa đã truyền dạy. Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Môn đồ thật của Chúa Giêsu. Trong nhiều năm qua, tôi rất ngưỡng mộ ông C.S. Lewis, là một tác giả đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi trong nhiều lĩnh vực. Tôi ấn tượng với việc ông ấy được Chúa biến đổi để tin nhận Ngài. Ngoài ra, tôi còn rất ngưỡng mộ ông vì đã giữ vững niềm tin của mình dù đối diện với nhiều khổ đau. Mặc dù tôi có thể biết mọi điều về ông ấy, nhưng tôi dám chắc với bạn rằng tôi không thể nào bắt chước ông ấy. Thật vậy, tôi không cần phải giống như ông ấy và tôi không muốn mình trở thành ông C.S. Lewis phiên bản thứ hai, vì tôi chỉ là người ngưỡng mộ ông, chứ không phải là môn đồ của ông. Từ môn đồ trong tiếng Hy Lạp là mathetes, có nghĩa là người học việc, người làm theo, bắt chước và hành xử như người thầy của mình. Nhiều năm trôi qua, tôi từng nghe nhiều người nói rằng họ là môn đồ của Chúa Giêsu, nhưng sống và không làm theo lời Ngài dạy bảo. Tôi phải thú nhận mình là một trong số đó, cho đến khi vô tình thấy dòng chữ khắc trong vòng tay rằng Chúa Giêsu đã làm gì trong hoàn cảnh đó. Rồi tôi hỏi mình rằng liệu tôi có thật sự trở nên giống Chúa Giêsu hay chưa. Chính lúc đó, Chúa khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Thật vậy, lời Chúa trong Kinh Thánh đã nhắc đến điều này trong sách Giăng Nhất chương 2 câu 5. Như Ngài vâng giữ lời Ngài, thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Môn đồ là người bắt chước hoàn toàn thầy của mình, làm theo mọi hành động của thầy và coi thầy như hình mẫu trong mọi việc. Thế thì chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu, thì chúng ta có giống như Ngài không? Hoặc chúng ta chỉ ngưỡng mộ Ngài mà thôi? Một môn đồ thật sự của Chúa Giêsu là người sống và làm chứng cho nhiều người tin nhận Chúa và được Ngài biến đổi đời sống của họ. Là một người làm việc trong cương vị quản lý trong lĩnh vực truyền thông, đôi lúc tôi muốn tạm rời nhiệm vụ lãnh đạo để đi khắp đường phố làm tin tức, phỏng vấn và tìm hiểu về những mảnh đời khác nhau. Vài tuần trước đây, tôi đến nơi biên giới giữa Costa Rica và Panama, là nơi có hàng nghìn người Venezuela và người Haiti đang phải vật lộn kiếm sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều người đi sâu vào trong rừng để kiếm sống, nhưng đó là nơi đầy nguy hiểm và bất trắc, nên có rất ít người còn sống. Ngoài ra, cả những người di cư đến và những người đang sống trong vùng này cũng bất lực trước thực trạng khó khăn của cuộc sống. Đơn giản là vì họ không tìm ra được cách nào để cùng một lúc có thể giúp được nhiều người. Do vậy, có một người phụ nữ quyết định thực hiện thay đổi lớn lao. Tôi vô tình gặp được cô ấy. Cô ấy biểu thị mình là môn đồ của Chúa Giêsu bằng những việc làm cụ thể. Cô ấy chọn một gia đình bất kỳ trong số các gia đình di cư đến sinh sống tại đó. Cô ấy nhìn thấy họ ở trên đường phố trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Các cô gái bị mất nước và bị tiêu chảy. Còn cha mẹ thì bị nhiễm trùng nặng và họ không có tiền để chữa trị. Dù với vốn liếng ít ỏi, nhưng cô ấy và gia đình đã dành tất cả những gì họ có để quan tâm đến gia đình này. Gia đình cô ấy chăm sóc gia đình này, cung cấp thuốc men, quần áo và lương thực cho những người này. Họ vẫn tiếp tục chăm sóc cho những người này trong vài tuần sau đó. Chính những việc làm của cô ấy và gia đình cô đã thay đổi hoàn cảnh của gia đình này. Những việc làm của người phụ nữ ấy đã gây cho tôi sự chú ý. Nhiều người trong vùng này chấp nhận hiện thực và sống chung với những khổ đau của người khác mà không hành động để thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng cô ấy lại thực hiện hành động thiết thực để đem đến thay đổi cho những mảnh đời đó. Khi nhìn thấy cô ấy chia sẻ những điều tốt nhất của mình cho người khác, thì điều này làm tôi nhớ đến dân Israel dâng sinh tế tốt nhất lên cho Đức Chúa Trời. Thật vậy, lời Chúa trong sách Ê-xê-chiên chương 46 câu 13 chép rằng mỗi ngày, vua phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con chiên con một tuổi không tì vết vào mỗi buổi sáng. Lời Chúa thật rõ ràng, chúng ta cần phải dâng cho Chúa những điều tốt nhất, giống như các môn đồ không tiếc chính mạng sống mình
mà phó dâng cuộc đời của họ trong tay Chúa và theo Chúa trọn cuộc đời. Chúng ta cũng hãy noi gương các môn đồ và người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay để dâng lên Chúa mọi điều tốt nhất mà chúng ta có. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con mọi điều cần dùng trong cuộc sống này. Xin Chúa giúp con nhạy bén với những người có hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh con, quan tâm và chia sẻ điều tốt nhất của mình có cho họ. Xin Chúa giúp con bày tỏ mình là môn đồ thật sự của Ngài bằng những việc làm thiết thực. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, hãy nghĩ đến những người đang cần sự quan tâm và giúp đỡ của bạn. Bạn có thể dâng hiến thời gian, sức lực hoặc tài chính của mình để tham gia cùng hội thánh địa phương, các ban ngành và mục vụ hỗ trợ cộng đồng. Những hành động nhỏ của từng người sẽ đem đến sự thay đổi lớn lao cho nhiều người. Hãy nhớ rằng bạn là môn đồ của Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa luôn đầy tràn trong bạn để chia sẻ cho những người xung quanh. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Giêsu yêu thương con quyết đi theo Ngài. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo Giêsu. Đường hẹp Giêsu đi, con bước đi theo Ngài. Trong gai gian nan trắng, con quyết đi theo Ngài. Thập tự Giêsu mang, con vác lên theo Ngài. Con đã theo Ngài, nguyện theo trọn đời. Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Giêsu yêu thương con quyết đi theo Ngài. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo Giêsu. Đường hẹp Giêsu đi, con bước đi theo Ngài. Trong gai gian nan trắng, con quyết đi theo Ngài. Thập tự Giêsu mang, con vác lên theo Ngài. Con đã theo Ngài, nguyện theo trọn đời. Tiền tài hay cao sang, con nhất quyết không màng. Con không xin chi hơn, khi có Giêsu rồi. Dù người đời khinh chê, con quyết không nao sờn. Con bước theo Ngài, nguyện theo trọn đời. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tạ ơn Chúa, cảm ơn One Way đã tạo ra chương trình tỉnh nguyện hàng ngày để con có thể có được cơ hội nghe những kinh nghiệm, những bài học của rất nhiều người con Chúa ở khắp nơi. One Way đã giúp con vững tin vào Chúa và là điều con nghe mỗi ngày trước khi đi ngủ. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại.